Rồi các bạn cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình quay chiếc máy cắt. Không biết 100 hay 95 đây. Ồ, chắc 100 quá các bạn. Xa quá trời xa luôn. Xa lắm xa nha. Này chắc đầu ngàn luôn quá. Chạy cái thăm thẳm chạy thấy hoài không thấy vô tới các bạn. Và wow, cùng chiếc mấy cài đang phát gã ăn sao nữa kìa. Quá luôn các bạn thấy không? Rồi cây 100 các bạn. Nay mình quay ở đây ở An Giang đó nha các bạn ơi. Quá trời xa luôn. Được cây 100. Lên chạy đắc lô này đã tay luôn các bạn ha. Đã tay thôi. Hiện tại mình thấy hai cây nha, cây 70 nữa. Thấy xa dòng lại thấy chạy 100 kỳ các bạn. Mình tưởng nó sập thôi, hai về đâu nó đứng. Đây đường xa. Chiếc máy cày đang phát gạ nè. Cây này cây 5018 các bạn. Trời cái mê quá nè. Còn mới chát luôn nha. Quá xa luôn, thầm thẳm xuống dưới luôn. Rồi, chiếc máy kéo đang chạy vô các bạn ơi. Góc cạo lắm. Ồ,
À, nó chạy gì? Xịt khói. Ôi, ôi, chạy gà. Ghê không ạ? Hai cái máy mất tiêu luôn nè các bạn. Ồ, xa quá trời xa, giờ không thấy luôn. Mình kiếm coi. Ok, thăm thẳm mấy dưới luôn, chạy nãy giờ mà chưa tới đầu dưới nữa. Chính là mình ngừng lại biết bao lâu rồi đó. Quá trời xa luôn các bạn ơi. Chờ lên gần đi ha. Ồ, sao không muốn không? À, 5018 chạy ra ngoài giờ mới chạy vô lại nè các bạn. Quá trời xa. Chém gà bài bài luôn ha. Rồi vô gần tới nè các bạn ơi. Gần tới chứ xa quá. Vậy đó, thấy vậy chứ vô tới đây thăm thẳm luôn. Để hoài không thấy tới các bạn ơi. Vô xa quá. 100. Đây cây 70 bên đây. Chạy chạy sao mà vô tới trước hả ta? Cái 70 chạy lẻ, cái 100 luôn các bạn. Nãy cái 70 này chạy ra sao mà. Ảnh 70 vô tới bờ trước luôn nè. Thấy gì vậy? Cái 100 à. Tới đây à. Là cái chấm nã này là lên
giới. Xếm kỹ quá ha. Đây hồi chăm nhớt nè các bạn.